tẩy tế bào chết đô là dòng sản phẩm luôn được các chị em tin dùng và sử dụng. Sản phẩm có sử dụng những hạt giúp siêu mịn, chứa 100% được chiết xuất từ thiên nhiên như hạt maca, kiwi, chanh, bơ, hạt mỡ. Nó không chỉ giúp bạn loại bỏ đi lớp tế bào chết, sừng già cỗi và làm thông thoáng cho bề mặt da, đồng thời bổ sung thêm dưỡng chất giúp dưỡng ẩm sâu. Sản phẩm tẩy tế bào chết đô giá bao nhiêu là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Cùng theo dõi hết video sau của shop giúp bạn trẻ đẹp để có được lời giải đáp cụ thể nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi mua hàng, để không phải băn khoăn về sản phẩm, chị em phải nắm chắc được giá niêm yết chung trên thị trường là bao nhiêu. Sản phẩm tẩy tế bào chết đô cũng vậy. Tất nhiên chị em khá hoang mang khi tìm kiếm ở nhiều nơi. Những lưu ý chị em nên chọn các trang chuyên về mỹ phẩm, dưỡng da và bán đa mặt hàng và uy tín để so sánh về giá. Vì những shop này công khai giá chắc chắn sẽ có giá thành phù hợp nhất. Đối với tẩy tế bào chết đô hiện nay, trên thị trường tẩy tế bào chết đô được bán với giá thành dao động từ 250.000 đến 300.000 trên một hũ 298g. Tẩy tế bào chết đô cũng được bán theo set mini với giá thành là 150.000 đến 200.000 trên set 3 hũ 50g. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng. Bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng sản phẩm giả kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho da. Bôi lên da không làm cho da đẹp lên, mà chị em đã sử dụng một lượng hóa chất không tên tuổi lên người. Tẩy tế bào chết đô hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào chết đô hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.